Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Phan Kỳ Studio. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một tác phẩm của KCM và Jack đã từng làm mưa làm gió với bài hát Sóng Gió nha các bạn. Đây là bản mix đầy đủ của mình. Tuy nhiên cái phần cuối cùng mình đã không làm bởi vì có một số yếu tố là trong app này nó không có đầy đủ những âm thanh mà cần thiết để mình làm, cho nên là mình chỉ làm cái phần gọi là phần gần điệp khúc thôi, xong thôi. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ thật mạnh mẽ kênh của Phan Kỳ ngày càng một phát triển hơn. Và sau đây sẽ là sản phẩm các bạn nghe nha. Và mình khuyên các bạn hãy dùng tai nghe để thưởng thức tất cả những âm thanh mà app GarageBand này đem đến cho chúng ta hay đến như thế nào nhé.